Ngày 12 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công an quận 12 vẫn đang lấy lời khai với Bùi Đức Thắng, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi. Tại cơ quan công an, Thắng khai do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Thắng từng làm công nhân may tại quận 12. Do dịch Covid-19 kéo dài nên Thắng thất nghiệp, nên đưa vợ con xuống thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để kiếm việc làm. Tuy nhiên, Thắng không xin được việc nên nảy sinh ý định đi cướp. Thắng đặt mua một khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn với giá 6 triệu đồng. Khoảng 9 giờ 30 ngày 11 tháng 9, Thắng lái xe máy mang theo súng tới cửa hàng tiện lợi ở địa chỉ số 109 đường Hà Đặc, khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Tại đây, Thắng dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng để cướp 3,2 triệu đồng. Sau đó Thắng tẩu thoát về tỉnh Đồng Nai. Khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 9, trinh sát công an đã bắt giữ được Thắng. Khám xét, công an thu một khẩu súng tự chế, một vỏ đạn, 8 viên đạn, ba lô, một thùng xốp, gần 600.000 đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.